quý vị và các bạn, sáng nay Ban Cán sự Đảng Ủy Ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức họp với các thành viên để xem xét và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Phiên họp đã xem xét và cho ý kiến về một số dự thảo báo cáo tờ trình quan trọng như kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2022 và đề xuất giai đoạn tiếp theo. Ở giai đoạn 2022-2025, mức hỗ trợ mỗi ca hỏa táng đối với trường hợp người chết và người vô gia cư lang thang cơ nhỡ, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, không có người thân, người chết thuộc hộ nghèo theo quy định của nhà nước vẫn giữ hỗ trợ như giai đoạn 2019-2022. Chỉ thay đổi hỗ trợ 7 triệu đồng một người đối với trường hợp người chết thuộc hộ cận nghèo theo quy định của nhà nước. Đối với tờ trình này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kết luận. Đối tượng người bình thường thì trước đây là ta có rồi, ta khuyến khích rồi, người dân hiểu rồi thì ta thôi. Nhưng mà tăng cái đối tượng khác là đối tượng cận nghèo, nó 7 triệu. Tất cả các mức độ hỗ trợ thì vẫn như cũ, tức là chỉ giúp đỡ những người khó khăn thôi. Chứ người bình thường người ta cũng có điều kiện rồi thì không cần hỗ trợ nữa. Thì người dân đã thấy hiểu rằng thế nào là hỏa táng rồi. Mà hỏa táng thì rất là tốt cho môi trường, rất là sạch sẽ. Mà hai là con cháu thì cũng rất đỡ vất vả hơn. Thì những người bình thường là thôi không hỗ trợ nữa mà chỉ hỗ trợ cho các đối tượng hoàn cảnh khó khăn. Đối với đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn nhằm giảm thiểu, cải thiện môi trường nước hệ thống Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định về việc thành lập tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ tự quản bảo vệ môi trường tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. Ban hành quy định đánh giá năng lực thực hiện các chỉ số nền hành chính tỉnh Hưng Yên, phương án sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022 và một số tờ trình khác. Kết luận các nội dung phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cơ bản nhất trí với các tờ trình về môi trường, trong đó đồng chí yêu cầu các địa phương cần tăng cường xử phạt đối với các đối tượng xả rác bừa bãi không đúng nơi quy định. Với mức phạt cá nhân là 1 triệu đồng, xe cơ giới từ 5 triệu đến 20 triệu đồng và tái phạm sẽ tăng nặng thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và nguồn kinh phí xử phạt cơ bản sẽ dành cho đội tự quản. Việc các tờ trình của Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc sáp nhập các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là phù hợp với thực tiễn giảng dạy và tăng cường công tác quản lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, việc sáp nhập các trường tiểu học và trung học cơ sở và trung học phổ thông là lộ trình theo quy định, dù khó khăn, song các địa phương phải tháo gỡ để sớm thực hiện theo mục tiêu. Thống nhất là sáp nhập liên cấp 1-2-3 với nhau cho trong hệ thống toàn tỉnh, cho thực hiện dễ làm, mà phấn đấu được 10%, thế là hết luôn. Từ nay sang năm mà không bản cái này nữa, có mỗi cái việc này mà năm nào cũng bản, nó cũng đâu đâu cả. Khác ngày xưa là cấp 3, cấp 2 đều giáo viên, đều học trình độ đại học, đều chính quy. Nên người ta đều có thể dạy được cấp 3, đều có thể dạy cấp 2. Nên khi sáp nhập cái việc đó là việc bình thường. Nên có thể từ điều giáo viên cấp 2 sang dạy cấp 3 bình thường. Đồng chí yêu cầu các sở cần chỉnh sửa tờ trình theo góp ý của các đại biểu dự họp, xin ý kiến của các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và hoàn thiện để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh.